Xin chào tất cả các em học sinh. Hôm nay chúng ta đến với môn thể dục lớp 6. Sau đây thầy xin mời tất cả các em bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Chủ đề của buổi học ngày hôm nay đó là chế độ dinh dưỡng trong tập luyện thể dục thể thao phần tiếp theo. Chúng ta sẽ tìm hiểu sự ảnh hưởng của các yếu tố dinh dưỡng trong tập luyện thể dục thể thao. Chất đầu tiên là chất bột đường. Nhóm thực phẩm cung cấp chất bột đường. Chất bột đường là nguồn năng lượng chính cung cấp năng lượng cho tất cả các hoạt động của cơ thể cũng như hoạt động thể dục thể thao. Khi tiêu hóa, chất bột đường được phân hủy thành glucose cung cấp năng lượng sẵn có cho các hoạt động một cách hiệu quả nhất. Phần dư sẽ được dự trữ dưới dạng glycogen ở gan và cơ, là nguồn nhiên liệu cho não và cơ bắp trong quá trình hoạt động thể chất. Chất bột đường chia làm hai loại. Chất bột đường đơn giản, khả năng hấp thụ nhanh, dễ tiêu hóa. Tuy nhiên, người ăn sẽ mau đói, dẫn đến thiếu hụt năng lượng. Chất bột đường đơn giản có trong đường, kẹo, bánh mứt, nước ngọt, v.v. nhưng cần hạn chế sử dụng, có thể dùng sau khi tập luyện. Chất bột đường phức hợp, hấp thụ chậm, tốt trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao, có nhiều trong rau củ, trái cây giàu chất xơ và các loại hạt ngũ cốc. Chất thứ hai là chất đạm. Nhóm thực phẩm cung cấp chất đạm. Chất đạm còn được gọi là protein, là dưỡng chất quan trọng giúp cơ thể xây dựng và tái tạo các mô tế bào của cơ thể, giúp cơ thể khỏe mạnh, cải thiện cơ bắp, hệ thần kinh, tăng cường sức đề kháng và cung cấp năng lượng cho cơ thể trong các hoạt động. Ngoài ra, protein còn tạo ra được các hormone và enzyme giúp điều hòa cơ thể. Chất thứ ba là chất béo. Nhóm thực phẩm cung cấp chất béo. Chất béo có vai trò quan trọng trong việc xây dựng cấu trúc cơ thể, cấu tạo màng tế bào, phát triển trí não và hệ miễn dịch. Không đủ chất béo sẽ không thể xây dựng cơ thể tốt nhất. Chất béo cũng cung cấp nguồn năng lượng dồi dào cho cơ thể. 1 gram chất béo cung cấp 9 calo năng lượng. Trong khi đó, 1 gram chất đạm và chất bột đường chỉ cung cấp 4 calo năng lượng. Vitamin và khoáng chất. Nhóm thực phẩm cung cấp vitamin và khoáng chất. Vitamin và khoáng chất là những chất thiết yếu của cơ thể tham gia vào việc cấu tạo và duy trì sự sống của tế bào, giúp chuyển hóa các chất, tổng hợp huyết sắc tố, bảo vệ và chống lại sự thương tổn oxy hóa, tổng hợp và sửa chữa các mô cơ trong quá trình phục hồi sau tập luyện hoặc chấn thương. Có vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng cho các hoạt động của cơ thể, cũng như các hoạt động thể dục thể thao. Vitamin còn giúp tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa hoạt động của tim và hệ thần kinh, có khả năng bảo vệ các tế bào và tăng cường sức khỏe cho cơ thể. Chất khoáng cũng giống như vitamin, có tác dụng điều tiết các chức năng của cơ thể, giúp phát triển và tăng cường độ bền của hệ xương khớp và các chức năng của hệ thần kinh. Nước. Nước có vai trò quan trọng đối với cơ thể con người. Nước giúp điều hòa thân nhiệt, bôi trơn các khớp, vận chuyển các chất dinh dưỡng và oxy đến các tế bào, giúp chuyển hóa năng lượng và đào thải các độc tố. Trong tập luyện thể dục thể thao, nếu uống nước không đầy đủ, cơ thể sẽ không phát huy được sức mạnh tối đa, cơ bắp dễ bị chuột rút. Cơ thể mệt mỏi, khô miệng, thậm chí buồn nôn, chóng mặt và dẫn đến chấn thương, ảnh hưởng đến chức năng của tim, tuyến mồ hôi và khả năng điều hòa thân nhiệt. Mất nước khoảng 3% trọng lượng của cơ thể có thể làm giảm 20% khả năng tập luyện và thi đấu. Nếu mất đến 6% lượng nước có thể gây choáng, đau đầu và mất phương hướng. Do vậy, trong quá trình tập luyện, cơ thể sẽ đổ mồ hôi nhiều và làm mất nước. Cần uống nước đầy đủ khi tập luyện, trong lúc luyện tập và sau khi tập luyện. Các em sẽ xem tháp dinh dưỡng.
Đối với phần dinh dưỡng hợp lý, chúng ta nên làm gì? Ăn và phối hợp giữa dầu và mỡ. Ăn đủ chất bột đường. Nên uống từng ngụm và uống nước ấm. Ăn nhiều rau tươi, hoa quả. Ăn phối hợp giữa đạm động vật và đạm thực vật. Uống đủ nước, khoảng 1,5 đến 2 lít nước cho một ngày. Có thể uống thêm nước sau khi tập luyện thể dục thể thao và mỗi khi cảm thấy khát. Chúng ta cần hạn chế ăn quá mặn hoặc quá ngọt. Uống nước có đường hoặc có ga. Ăn các thực phẩm được chế biến sẵn. Một số nguyên tắc ăn uống khoa học. Ăn đủ 3 bữa chính, có thể thêm 2 bữa phụ. Ăn đủ no, đủ năng lượng và đủ chất. Nhai kỹ và ăn đúng giờ, không ăn vội vàng. Câu hỏi củng cố bài. 1. Hãy nêu sự ảnh hưởng của nước trong tập luyện thể dục thể thao. 2. Để có chế độ dinh dưỡng hợp lý, các em cần ăn uống như thế nào và cần hạn chế gì? 3. Em hãy nêu một số nguyên tắc ăn uống khoa học. Bài tập về nhà. Sau khi nghe giảng xong, các em hoàn thành các câu hỏi củng cố trên và gửi về mail cho hai giáo viên theo hình thức viết da giấy hoặc làm trên file Word, gửi qua mail. Lớp 61, 63, 65, 67 gửi qua mail của cô Ngọc. Lớp 62, 64, 66 gửi về mail của cô Châu. Tất cả các bài làm của các em nộp xem như một hình thức điểm danh và có tham gia học tập và tính vào cột điểm chuyên cần. Đến đây thì bài học đã kết thúc. Thầy chúc tất cả các em sức khỏe. Chào tạm biệt tất cả các em.